dân gian na tam vị chúa mường tây thiên chúa bà đệ nhất nhất cùng vương chỉ vì cùng thành mời chúa đệ nhất nhất tây thiên hoàng phi đệ nhất nhất cùng vương chỉ vì cổ triều đinh đinh lý trần trần về Chúa bà đệ nhất tây thiên.
diệu Chúa về chứng đàn xuyên nga đi tăng công giảng nghi phục hoàng thân cần thánh Chúa thiên trung vương. Yeah.
bàn tinh yên ngồi đàn ni vui chơi diệu tâm mi yên đủ tam tuần
phàm trần tao y thể u mê như xưa mãi tổ đời.
bốn phương hội họp sẽ để đàn mi tháng ngày tan cho tiền tốt mua xây bổng lộc cho về đến đây cho nhiều ban đi cho giải nhất gian nhiều bổng lộc hơn nhiều năm ngoài năm xưa anh đầu con nhang coi mi phải mình thờ ba mươi bổng một người lệnh sai
lòng lòng không sai chùa đi tập tập bốn phương soi trong đêm đẹp làm sao
thu rừng gọi nhau đốt ngày sáng tỏ trên non đất bờ trời sáng tối chuyện nhà lên trên nhà lên trên nhà lắm quà nhiều hoa đường quanh ta buôn dốc thang đèo bước chảy trong véo như muôn linh sáo mèo đình nọt xa chân chưa bước ra đi hái hoa chưa đi hái xà dành đất tư dùng đất tư đất cao tiếng thú gọi cái dành ơi cái dành gây đời đồng hồ tay cùng về trời chân gian mạnh mạnh ra hồi cùng